Cát Phượng hiếm hoi lộ diện sau khi công bố chia tay Kiều Minh Tuấn, bộ dạng khiến cộng đồng mạng sốt sắng. Kể từ khi công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn đến nay, nhất cử nhất động của Cát Phượng đều khiến mọi người phải chú ý. Biết điều đó nên nữ diễn viên rất hạn chế chia sẻ cảm xúc, không đề cập đến chuyện đời tư. Mới đây nhạc sĩ Tô Hiếu khiến cư dân mạng phải chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất của Cát Phượng. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện ngoài đời sau khi công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn. Trong hình, cô tươi cười rạng rỡ khi gặp bạn bè. Thế nhưng điều khiến mọi người lo lắng là gương mặt nhợt nhạt của Cát Phượng, đôi mắt sưng húp, vẻ ngoài không son phấn càng khiến nữ diễn viên trông thiếu sức sống hơn. Một số khán giả tỏ ra sốt sắng mong Cát Phượng sẽ chăm sóc vẻ ngoài nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng để mặt mộc khi gặp bạn bè là chuyện bình thường, trông có thể nhợt nhạt nhưng nữ diễn viên hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đó vào đúng ngày sinh nhật của mình, Cát Phượng xác nhận thông tin đã chia tay Kiều Minh Tuấn từ 14 tháng 2 năm 2021. Cô cho biết bạn trai là người chủ động nói ra chuyện này, lý do của anh là vì cảm thấy không hợp. Kết thúc chuyện tình 13 năm, Cát Phượng không thể không tiếc nuối, mất một khoảng thời gian để cân bằng lại. Tuy nhiên cô vẫn tự nhận phần lỗi của mình khi từng hời hợt với Kiều Minh Tuấn sau khi scandal tình ái với An Nguy xảy ra. Đáng chú ý, Cát Phượng còn khẳng định chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy nảy sinh tình cảm trong thời gian quay phim chung là có thật. Trước đây cô từng bị nghi oan dựng nên vở kịch này để PR cho phim Bạn Trai. Dù bị hiểu nhầm nhưng Cát Phượng vẫn không thể làm gì hơn ngoài thế thốt. Giờ đây cô hy vọng An Nguy nếu có thể hãy lên tiếng nói rõ khúc mắc này với công chúng. Nếu Cát Phượng vẫn lên mạng đều đặn, thỉnh thoảng đăng bài thì ngược lại, Kiều Minh Tuấn lại gần như mất hút. Nam diễn viên còn khóa luôn chế độ bình luận công khai để tránh sự dò xét của những lời không hay từ cư dân mạng.